Xin chào tất cả các thám tử tài ba đã đến với kênh KD Anime nha. Nếu mọi người là một fan của Conan hay chỉ là những người bước qua đời nhau xem cho biết thì chắc là các bạn cũng đã biết Conan là một series trinh thám với những vụ án hóc búa, kịch tính, bí ẩn hay là những vụ án sẽ có thật ở ngoài đời như video trước của kênh có nhắc tới. Nhưng nếu mọi người nghĩ chỉ có những vụ án hóc búa không thôi thì mọi người đã sai lầm rồi nha. Trong phim cũng sẽ có những vụ án mà nguyên nhân gây án của họ sẽ khiến chúng ta ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa nữa đó. Nhưng mà nhỡ có bật ngửa thì cũng ngồi dậy xem tiếp và đăng ký kênh KD Anime để là những người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới nha. Còn bây giờ thì KD Go! 1. Gây án vì xây nhà chắn ngang núi Phú Sĩ. Chi tiết sự việc được xuất hiện trong movie 5 với tựa đề Những giây cuối cùng tới thiên đường. Mọi chuyện đã bắt đầu khi trong chính tòa tháp đôi vừa được thành lập đã xảy ra một vụ án mạng. Lúc điều tra hiện trường thì cảnh sát phát hiện ra một chén rượu sake bị vỡ làm đôi. Ngày hôm sau cũng có một vụ án xảy ra. Trong suốt bộ phim thì có tất cả 3 vụ án mạng xảy ra, nhưng chung quy lại nạn nhân đều là những người liên quan đến những người góp phần xây nên tòa tháp và kế bên họ cũng có một cái chén sake bị vỡ. Ngay sau khi người thứ 3 bị sát hại, tòa tháp bắt đầu phát nổ. Và qua quá trình điều tra và suy luận, đội thám tử nhí cùng Conan đã tìm ra được hung thủ thật sự. Người đó không ai khác là người đã tạo nên bức tranh núi Phú Sĩ, cũng là người đã góp phần xây nên tòa tháp. Mục đích của việc này được ông ta tiết lộ là vì ông đã dành hết quãng đời còn lại để vẽ ngọn núi xinh đẹp đó. Nhưng tòa tháp đôi đã chắn ngang tầm nhìn của núi Phú Sĩ và chia nó ra làm hai nửa. Rồi, tới đây thì mình cũng bó tay với người này, chỉ vì tòa nhà chắn ngang ngọn núi mà đi giết người. Cái này tự nhiên là mình liên tưởng đến mình hồi nhỏ vậy đó. Không hiểu là lý do vì sao ghét người ta mà chỉ biết là nhìn thấy ghét nên ghét thôi. 2. Sát hại những cô gái tóc nâu vì bị đá. Thôi, nguyên nhân này thì mình cũng chịu thua rồi đó mọi người ơi. Trong tập 198 và 199 với nội dung kể về một chuyến du lịch mùa hè tại bãi biển của Sonoko, Ran và Conan, mọi chuyện bắt đầu khi Sonoko được một người con trai lạ mặt bắt chuyện và làm quen. Không lâu sau đó thì đã có những vụ sát hại, những nạn nhân đều là những cô gái có bộ tóc nâu. Và đương nhiên với mái tóc nâu ngắn của mình, Sonoko đã gặp nguy hiểm bởi chính người đã bắt chuyện với cô. Nguyên nhân được tiết lộ bởi hung thủ là vì hắn đã bị cô bạn gái cũ của mình đá một cách thê thảm nên đã ra tay giết hại bạn gái mình và sát hại đến 4 cô gái có mái tóc nâu. Vì không kiềm chế được bản thân nên đã ra tay với họ. Cái này thì mình cũng không có lời nào để biện hộ giúp anh ta nữa rồi. Chỉ vì bị bạn gái chia tay mà đi giết những người có tóc màu nâu như bạn gái cũ của mình thì hết nói nổi. Hey. 3. Giết người yêu cũ vì chuyện cắt tóc. Ủa, rồi sao cái lý do này hơi kỳ à nha? Không hiểu luôn. Trong tập manga từ 610 tới 672 và anime tập 505-506, nạn nhân là một võ sĩ nổi tiếng sắp kết hôn. Chỉ vì trước đó anh ta đã đổi từ màu tóc đen sang màu tóc vàng theo yêu cầu của người yêu. Được biết là cô không muốn ai động vào tóc của người yêu cũ nên cô đã nguyện suốt đời cắt tóc cho anh ta. Cũng trong tập này, ông Mori đã bị Kisaki xăm cho một bàn tay lên má của ông bởi vì ham mê đua ngựa. Chán ông thật đấy ông Mori ạ. Mà khoan, chỉ vì chuyện cắt tóc mà đi giết hại người yêu cũ thôi sao? Thật hết chỗ nói luôn. Lý do này thì mình bỏ cuộc. 4. Giết người vì sợ idol bị bổ nhọ. Lý do này thì cũng không thể nào mà không vô lý hơn được đúng không nào? Nhân vật chính của lần này là một thám tử tài ba mà Shinichi rất hâm mộ. Khỏi nói thì chắc là mọi người cũng biết là ai rồi, mà nên chắc là không cần tiết lộ đâu. Hung thủ vì không muốn nạn nhân viết sách để bôi nhọ những lập luận của Holmes, thần tượng của anh ta, nên đã ra tay giết hại chủ nhân của cuốn sách đó. Và vì không muốn Irene Adler chỉ trích những suy luận của Sherlock Holmes, nên là cậu ta đã giết hại tổng cộng 3 người, bao gồm cả bạn gái của cậu ta. Vụ án xàm này thì ở tập 44 và 45, mọi người nha. 5. Bà chủ giết nhân viên vì ném móc áo làm mình bị thương. Tập 119, vì muốn nghỉ việc để sang một tiệm khác làm việc, nạn nhân đã ngỏ lời với bà chủ của mình rằng muốn nghỉ việc, nhưng bà chủ đó đã đến nhà và cầu xin cô ở lại làm việc cho tiệm bà ấy. Nhưng trong cơn tức giận, cô ta đã ném móc áo vào tay của bà chủ. Bà ta đã tức giận và ra tay giết hại cô. Conan và bọn nhóc đã phát hiện ra thi thể của cô và báo cho cảnh sát biết tình hình. Cuối cùng, các cảnh sát đã tìm ra hung thủ và nguyên nhân gây án. Cái lý do thì nó ngớ ngẩn tới nỗi mà ông Megure phải thốt lên rằng
Chỉ vì vậy thôi mà bà đã giết người sao? 6. Đặt bom vì những kiến trúc không đối xứng. Tới đây thì mình thấy hơi hại não nữa rồi đó mọi người. Trong movie 1, tác giả của các tác phẩm nổi tiếng là một kiến trúc sư nổi tiếng vì những kiến trúc không đối xứng và chúng đều bị khiếm khuyết một phần. Lý do được tiết lộ là vì những kiến trúc mà ông ta thiết kế ra phải hoàn hảo đến từng chi tiết và hơn hết là chúng phải đối xứng, nên là ông muốn gây dựng lại chúng một cách đối xứng mà đặt bom ở những nơi có kiến trúc của ông ta. Một câu với ông này thôi, bó tay. 7. Gây án vì hiểu nhầm ngôn ngữ. Thật không là không thể tin nổi. Không thể tin nổi. Chính chúng tôi cũng không thể tin nổi. Trong tập 132, 133 và 134, cặp đôi Heiji Kazuha cùng gia đình Mori và Conan đã được mời đến một gia đình là nghệ nhân chế tác rối gỗ. Mục đích của việc này là vì đã có một vụ án liên hoàn đã xảy ra trong ngôi nhà đó. Tuy nhiên, buổi tối, khi mọi người đang ăn tối, đã có một người bị giết hại bằng thủ pháp treo cổ và trong tư thế treo lơ lửng trên trần nhà bởi những dây chỉ nhìn giống như mạng nhện. Trong lúc điều tra, Kazuha bị hung thủ tấn công và treo trong tư thế tương tự. Hung thủ của vụ án đã được phát hiện nhờ Conan và Heiji và thân thể của ông Mori. Chuyện được Hattori tiết lộ khi tìm được ra hung thủ, đó là nguyên nhân gây ra vụ tự sát của người con gái anh ta yêu, đó chính là việc bất đồng ngôn ngữ. Khi anh ta viết chữ Shai trong tiếng Anh có nghĩa là tỏa sáng, thì cô ấy lại đọc thành Shine trong tiếng Nhật có nghĩa là chết. Chỉ vì như thế mà một cặp uyên ương đã phải chia xa, người đã ra đi, người vướng vào phạm tội, tiếc thương cho cặp đôi này. 8. Gây án vì muốn được chú ý. Hết nói nổi, chỉ vì cuộc sống quá nhàm chán mà người này đã gây ra một vụ án tấn công người khác liên hoàn chỉ để muốn mọi người chú ý, làm thay đổi cuộc sống vô vị thường ngày. Rất may mắn là không ai phải bỏ mạng trong vụ án lần này. Vụ này xảy ra trong tập 357 và 358. Nhưng những thứ mà hắn gieo vào trong lòng những người dân vô tội là một nỗi lo bởi vì những nguy hiểm luôn rình rập xung quanh họ. 9. Tự sát vì nhận nhầm người. Chỉ có hai từ là cạn ngôn để nói về tập 3 của phim với tiêu đề án mạng trong phòng kính Idol. Nhân vật chính là một nữ ca sĩ nổi tiếng Yoko và cũng là thần tượng của ông Mori. Vì nghi ngờ có người theo dõi mà cô đã tìm đến nhà ông Mori. Khi đến nhà cô ấy thì phát hiện một cái xác chết nằm ngay giữa nhà. Và Yoko cũng là một trong những người bị tình nghi trong vụ án lần này. Nạn nhân chính là người yêu cũ của Yoko. Nguyên nhân là vì anh ta nhầm lẫn người đồng nghiệp của Yoko thành chính cô vì cả hai có vóc dáng gần giống nhau khi nhìn từ đằng sau. Chỉ vì nạn nhân còn yêu Yoko rất nhiều để đã vào nhà và vô tình nhìn thấy đồng nghiệp của cô đang lục tung đồ đạc trong nhà lên. Tưởng là người mình yêu nên anh ta đã lao tới và chịu sự kháng cự từ người đó. Vì nghĩ Yoko đã không còn tình cảm với mình nên anh ta đã tự kết liễu đời mình trong căn nhà của nữ ca sĩ. Mặc dù là video này có những vụ án mà nguyên nhân gây án rất lãng xẹt, nhưng chung quy lại thì chúng ta vẫn thấy được tài năng phá án của Conan đúng không nào? Mọi người nghĩ như thế nào về những nguyên nhân gây án vừa rồi thì comment cho tụi mình biết với nha. Còn bây giờ thì nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!